thật là hay. Cảm ơn các em đã gìn giữ âm sắc của người Việt chúng ta qua những nhạc cụ này. Nhà Lan ơi, tiết mục kế tiếp sẽ được gửi đến quý vị vẫn theo đàn quan họ của ban văn nghệ Đồng Hương Bắc Ninh. Thì kính thưa quý vị, cứ mỗi dịp trung tuần tháng riêng và cái dịp từ ngày 12 cho đến ngày 14 là ngay sau cái Tết Nguyên Đán, thì người dân vùng quan họ Bắc Ninh đã tổ chức lễ hội xuân đầu năm. Và đây là cái dịp để các liền anh liền chị tung tắc chảy hội và gặp mặt nhau, cũng như là hội hè đổi giao duyên và qua tiếng hát quan họ nổi tiếng của vùng đất Kim Bắc. Và hôm nay họ gặp nhau để giao hòa, đồng thời nguyện xin được báo dân làng xưa nguyên. Truyền thống của quan họ Bắc Ninh là rất là ý nghĩa. Liền anh liền chị chỉ có thể biết mắt đưa tình và giao duyên qua những câu ca giao tình đầy phong phú và đầy tình tự quê hương. Và chúng tôi kính mời quý vị hướng lên sân khấu để xem ban văn nghệ Bắc Ninh miền Nam California với tà áo truyền thống của quan họ, để quý vị xem và nhà liền anh và liền chị tỏ tình ra sao. Cho quý vị trèo lên quan dốc, ngồi bụng cây đa, thấy cô mặc áo cỏ lông, trẻ tre đan nón ba tầng, đang cho mùi đội hôm rằm tháng riêng. Và thưa quý vị, tháng riêng là tháng mở hội khai xuân. Bây giờ chúng tôi kính mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trèo lên quan dốc để xem liền anh liền chị của Hội Đồng Hương Bắc Ninh miền Nam California tỏ tình ra sao, xem có được ông tơ bà nhược xa duyên hay không.
Dạ vâng, quý vị có thấy rằng cái Hiền Anh Hiền Chị của Hội đồng Hương Bắc Ninh miền Nam California là trai tài gái sắc của các bạn. Dạ vâng, thưa quý vị, để tiếp tục chương trình văn nghệ Hội Xuân, chủ đề Xuân Hoài Niệm. Và thưa quý vị, hoài niệm, có lẽ chúng ta ra đi vẫn mang theo quê hương, dù gần nửa thế kỷ, quê hương Việt Nam với ngôn ngữ và với một kho tàng ca dao tục ngữ phong phú. Và chúng tôi vẫn rất mong nhìn lên từ sân khấu, Nhã Lan nhìn xuống, Nhã Lan cảm thấy là rất là vui và hạnh phúc là vì quý vị cho đến giờ này vẫn ở lại với Hội Xuân Bắc Ninh. Chính quý vị, sự tham dự đông đảo và ở lại cho đến phút cuối của quý vị là một món quà tinh thần rất trân quý, và đó đã làm cho Hội Xuân Bắc Ninh trở thành một hội xuân đầy những con chim én tươi vui trong bầu trời đầy nắng xuân vàng. Và thưa quý vị, nếu quý vị thanh niên trẻ hay là quý vị trung niên sống dưới miền Nam Việt Nam thanh bình, có lẽ vào thập niên 60 và 70, quý vị không ai mà không biết đến Ban Tam Ca ABT. Thưa quý vị, Ban ABT ra đời vào năm 1958 với ba nghệ sĩ Anh Hải, Vân Sơn và Tuấn Đăng. Sau này thì nghệ sĩ Lữ Liên thế vào Anh Hải nhưng vẫn giữ cái tên ABT ban đầu. Và ban nhạc ABT là luôn sử dụng những khí phụ dân tộc và họ hát những nhạc phẩm mà những lời ca tươi tươi, sống động, đôi khi trào phúng và hài hước, mang tính cách giáo dục. Biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, ban ABT tan rã, nhưng nghệ sĩ Lữ Liên ra đến hải ngoại và thành lập một ban Tam Ca ABT trào phúng ở hải ngoại với ba nghệ sĩ Lữ Liên, Vũ Huyến và Ngọc Bích. Và ban Tam Ca ABT hải ngoại rất là thành công, trình diễn ở khắp nơi và thu băng CD cũng như là DVD. Và sau này những năm 2000 thì ban ABT tan rã dần vì những thành viên lớn tuổi. Và thưa quý vị, hôm nay trên sân khấu của Hội Xuân Bắc Ninh, chúng tôi được hân hạnh đón tiếp ban Tam Ca Quang Phúc Hậu gồm ba bác sĩ Vương Đức Hậu, Nguyễn Đăng Phúc và Dược sĩ Bùi Quốc Quang. Thưa quý vị, họ sẽ mở lời chúc Tết đến quý vị bằng cách riêng cũng như là lời chúc xuân của Hội đồng Hương Bắc Ninh Nam California qua nhạc phẩm Chúc Xuân của ban ABT. Kính mời quý vị cùng ôn lại một thời khắc thanh bình thịnh trị của nền âm nhạc Việt Nam miền Nam trước năm 1975 qua ban Tam Ca Quang Phúc Hậu. Cảm ơn các bác sĩ, là bác sĩ Vương Đức Hậu. Nhã Lan xin phép được chia sẻ, bác sĩ Vương Đức Hậu là bác sĩ đã giúp đỡ cho Nhã Lan hai cô bé sinh thời, và cảm ơn bác sĩ, tất cả các bác sĩ và dược sĩ đã giúp cho chúng tôi cứu nhân độ thế, giúp cho chúng tôi được khỏe mạnh về thể xác và bây giờ về tinh thần. Mời quý vị nghe lời chúc xuân từ ban Tam Ca Quang Phúc Hậu. Dạ vâng, thưa quý vị, hai vị bác sĩ và một dược sĩ đã xoa dịu nỗi đau thể xác của chúng ta, và bây giờ họ sẽ có một món quà tinh thần xoa dịu những lo lắng buồn phiền, cơm áo gạo tiền trong đầu của quý vị bằng nhạc phẩm Chúc Xuân của ban ABT với phần phụ diễn guitar của bác sĩ Vương Đức Hậu.
rồi nó đang vào. Hello. 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 Lặng lặng mà nghe họ chúc nhau. Chúc anh hỷ thế nào? Chúc nhau mạnh mẽ khỏe như trời. Chúc nhau tiền của giàu như nước tới. Chúc đẻ vừa xong lại có. Lại có gì vậy? Có cái gì? Lại có bầu. Thưa quý vị, ban quan phúc hậu xin chúc quý vị, nhất là quý ông, năm nay mạnh khỏe và cường tráng như chưa bao giờ. Xuân tươi mãi, xuân đây chẳng giờ. Phú ông tùy ông tuy lão, mà xứng như là đứa trai. Chỉ hải đầu mà tạm tình sớm nhung một phiếu, ông chẳng sai. Ông nhuộm thuốc thành vấn đen hoài, cứ đen hoài đến đâu. Chiếc thùng mà xài chẳng cần ai ơi, còn lắm cô nhầm. Chúc các ông rồi, bây giờ phải chúc các bà. Chúc các bà năm nay năm Con Dâu lúc nào cũng nõn nà xinh đẹp, da cơ đã tươi mát, mà là không tốn tiền đi học mỹ với ông ạ. Không tốn tiền. Thế thì còn gì bằng nữa. Xuân đi mãi, xuân đi càng dài, gửi thư tình chung qua nữa, đặt lỡ tình đặt lỡ đi hết tiền. Phân điểm hòa cô ai ơi bên chồng chẳng có. Chúc các ông rồi, chúc các bà, bây giờ là chúc các cô còn trẻ. Chúc các cô trẻ năm nay cô gặp nào cũng gặp được người mình yêu, vừa nhà vừa sang, vừa con nhà ra giáo vừa khoa học. Nhưng bị một cái ông ơi biết gì không? Cái gì? Trời ơi, sáng ra nó ngủ dậy cái là nó chít chát, đến trưa thì nó TikTok, đến chiều thì nó email, đến tối nó ôm cái iPhone, nó YouTube mà. Ôi là YouTube ghê quá đấy. Quá đi. YouTube suốt ngày vậy đấy. Suốt ngày YouTube mà. Yeah.
đẹp thêm, làm biết đẹp thêm. Quý vị quan khách và đồng thương hội Bắc Định được một năm mới mạnh khỏe và an vui. Cảm ơn quý vị. Gia đình của quý vị cũng như là tình yêu quê hương. Và thưa quý vị, để thay đổi không khí, kính mời quý vị ngừng và hướng mắt lên sân khấu để một lần nữa quý vị lại thấy một nhóm thân hữu của Hội đồng hương Bắc Ninh miền Nam California. Chúng tôi rất may mắn, chúng tôi được sự yêu thương của các nhóm thân hữu và bằng hữu. Và bây giờ là nhóm thân hữu Viễn Mơ. Mơ ngoài, thưa quý vị, mùa xuân là chúng tôi phải mơ màng để có được những điều may mắn và hạnh phúc trong tương lai. Nhóm Viễn Mơ gồm các cựu nữ sinh của trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn, đó là Hồng Nhung, Hồng Ngọc, Mai Khôi, Vân Anh và Trang Đài. Và bây giờ là vui hội xuân với nhóm múa Viễn Mơ. Dạ vâng. Và thưa quý vị, nhìn lên sân khấu là quý vị nam nhi có quyền mơ trong trí tưởng là nàng tiên nào sẽ về trong giấc mộng của quý vị đêm nay trong nhóm Viễn Mơ. Có được phép về? Dạ vâng, cứ tha hồ mơ. Ồ, các anh sẵn sàng nha. Dạ, Viễn Mơ mà. Nhưng mà nếu các anh mà bị cấu ngắt hay véo là Ngọc Triệu và Nhã Lan cùng nhóm Viễn Mơ không chịu trách nhiệm. Quý vị chỉ cần đi gặp Ban Tam Ca Quang Phúc Hậu để trị những cái vết bầm trên người nếu mơ một trong những nàng tiên của nhóm Viễn Mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhạc tư nữ này đứng một tí để lọt vào trong ống kính của các khán giả. Xuân yêu thương, xuân đã đến đây rồi, xuân rực rỡ đất trời. Chúng tôi rất mong là trong tâm tưởng của từng quý vị đều mang mùa xuân yêu thương. Lời chúc của Hội Xuân Bắc Ninh 2024. Yeah.